Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, từ năm 2017 đến năm 2019, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hơn 360 cuộc thanh tra kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền. Trong đó có hơn 150 cuộc thanh tra kiểm tra ở cấp tỉnh, 200 cuộc thanh tra kiểm tra ở cấp huyện. Kết quả thanh kiểm tra cho thấy các địa phương đơn vị là đối tượng thanh tra chấp hành tốt các chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng công chức viên chức, tuyển dụng viên chức, công tác bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo quản lý. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, số lượng công chức lãnh đạo quản lý. Công tác quản lý hồ sơ công chức, công tác văn thư lưu trữ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt được những kết quả nhất định. Cơ bản, các địa phương, đơn vị đã sắp xếp bố trí phân công công chức viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm và tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Về cơ bản, các công chức viên chức được bổ nhiệm đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm. Trong quy hoạch của đơn vị, việc bổ nhiệm lại xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Đối với công tác kiểm tra công vụ, đội ngũ cán bộ công chức viên chức của các đơn vị cơ bản đã thực hiện tương đối tốt việc thực hiện nhiệm vụ, các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính. Qua kiểm tra nói chung không có những tồn tại vướng mắc lớn, công tác cán bộ ở các cơ sở thực hiện đúng quy trình. Để tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Trên cơ sở đó, các đơn vị địa phương tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, người lao động, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức, người lao động gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện. Từng cơ quan đơn vị đã triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ công chức viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Một trong những sự kiện hoạt động nổi bật đó là việc đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Bắc Cạn đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Với hơn 1.300 danh mục thủ tục hành chính của các cơ quan được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm, qua đó đã hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp của người dân, doanh nghiệp với công chức thuộc bộ phận chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tích cực về phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ. Với việc triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, ý thức của cán bộ, công chức, người lao động được nâng cao. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, tự giác, gương mẫu, chấp hành quy định về phòng chống tham nhũng. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị chưa đạt chuẩn của 18 tỉnh, thành phố. Theo đó, huyện Nari sẽ thành lập mới 6 đơn vị hành chính cấp xã sau khi đề án này được đưa vào triển khai trong quý 1 năm 2020. Căn cứ theo nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đối chiếu với tiêu chuẩn về quy mô dân số diện tích, toàn tỉnh Bắc Cạn có 23 trên 122 đơn vị hành chính cấp xã nằm trong diện sắp xếp lại vì có dưới 50% về tiêu chí diện tích và dân số. Trong giai đoạn 1, toàn tỉnh có 22 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, trong đó có 19 xã và 3 thị trấn. Cụ thể, đối với huyện Nari sẽ thực hiện sắp xếp lại 11 xã thị trấn, thành lập 6 xã mới với các tên gọi như xã Trần Phú, xã Văn Lang, Sơn Thành, Cường Lợi, Văn Vũ và thị trấn Yến Lạc. Với những giải pháp đồng bộ, thực hiện việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với việc tinh giản biên chế, sắp xếp, sáp nhập lại đơn vị hành chính cấp xã, đang cho thấy những quyết tâm của tỉnh trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ. Thưa quý vị khán giả, công tác kiểm tra của Đảng có sự tác động sâu sắc vào hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, Đảng bộ ở tỉnh Bắc Cạn luôn xác định công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo vai trò lãnh đạo, tính tiên phong của Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tháng 8 năm 2019, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã giám sát Đảng ủy các cơ quan tỉnh về việc thực hiện nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12
gắn với thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ngay sau khi có thông báo kết quả giám sát Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã có những sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số đồng chí ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy các cơ quan ấy, thì vẫn còn thực hiện cái quy chế làm việc, đặc biệt là trong cái quy chế thực hiện cái việc hội họp hàng quý, hàng tháng thì một số đồng chí thực hiện chưa được nghiêm túc. Cái thứ hai là cái việc thực hiện cái nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ tư gắn với thực hiện chỉ thị 05 thì một số cấp ủy cơ sở thực hiện chưa được tốt, hiệu quả chưa được cao. Cái thứ ba là cái việc lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở thì cũng còn có những cái hạn chế nhất định. Từ thực tiễn, công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Do đó, trong những năm qua, công tác kiểm tra giám sát luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Một trong những vụ việc năm 2019 đó là việc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thông báo xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với các cán bộ đảng viên liên quan đến dự án bố trí dân cư khẩn cấp và đặc biệt khó khăn thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Theo đó, 3 đồng chí bị xem xét kỷ luật từ mức độ khiển trách đến cảnh cáo. Một số đồng chí khác phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể, cơ quan đang sinh hoạt, công tác. Qua những vụ việc cho thấy công tác kiểm tra giám sát của Đảng đang được thực hiện trọng tâm, trọng điểm và không có vùng cấm. Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 219 tổ chức đảng và 824 đảng viên. Cấp ủy cấp dưới kiểm tra đối với 211 tổ chức đảng và 791 đảng viên. Cấp ủy các cấp hoàn thành giám sát đối với 110 tổ chức đảng và 206 đảng viên. Có 116 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 52 đảng viên. Đình chỉ sinh hoạt đối với 1 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 35 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, có 12 đảng viên có vi phạm, trong đó có 4 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thì đối với công tác kiểm tra giám sát trong đảng bộ thì Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cho cấp ủy hoàn thành các cuộc kiểm tra của cấp ủy và hoàn thành các cuộc kiểm tra của Ủy ban kiểm tra. Đồng thời thì những cái cuộc phát sinh do cấp ủy giao và những cái cuộc phát sinh của Ủy ban kiểm tra phát hiện thì cũng đã tham mưu xử lý và tổ chức triển khai thực hiện, cơ bản đã hoàn thành theo những nhiệm vụ đã đề ra. Và qua kiểm tra cũng đã giúp cho tổ chức đảng phát huy được cái tinh thần tự phê bình và phê bình, giúp cho tổ chức đảng chỉ ra được những cái ưu điểm, những hạn chế, đồng thời có những giải pháp để khắc phục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Thì trong quá trình thực hiện để tránh được những cái mà vi phạm không đáng có, vô tình thôi, không phải là cố ý. Tuy nhiên là cái nhận thức về những cái văn bản đó, những cái quy định đó nó chưa được đầy đủ chẳng hạn ấy, thì qua giám sát thì đã giúp cho tổ chức đảng tránh được những cái vi phạm không đáng có. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát trong năm đã góp phần tích cực đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục tình hình tiêu cực trong đảng và bộ máy nhà nước, bảo vệ củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của đảng, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin cậy. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn luôn xác định tăng cường công tác kiểm tra giám sát, coi đây là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn chưa quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát. Một số cuộc kiểm tra giám sát còn chưa đảm bảo về quy trình, tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số ủy ban kiểm tra còn hạn chế. Phân công các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra cũng như là đề xuất với cấp ủy là các đồng chí ủy viên thường vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng về công tác chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội. Đồng thời thì giám sát với cái việc là giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là khiếu nại kỷ luật đảng để phục vụ một bước cho công tác đại hội. Đồng thời một cái giải pháp nữa là tăng cường nắm tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý và đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp để kịp thời kiểm tra và đánh giá, nhận xét và kết luận. Kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo của đảng, là công việc quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng đảng, là khâu quan trọng của tổ chức thực hiện. Một biện pháp hiệu nghiệm để khắc phục bệnh quan liêu. Muốn làm tốt công tác kiểm tra giám sát, ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra ở tổ chức cơ sở đảng
phải nắm vững nhiệm vụ, nội dung, đối tượng, phương thức tiến hành công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân vào đảng. Thưa quý vị khán giả, Nghị quyết số 13 ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã được triển khai thực hiện trên toàn tỉnh được 1 năm. Qua thực tế đã xuất hiện một số bất cập. Do đó, vừa qua, Sở Nội vụ Bắc Cạn đã có văn bản tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Qua một năm triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có thể thấy rằng đã đạt được những kết quả tích cực. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn tổ dân phố đã giảm được trên 11.000 người. Trong đó, cấp xã giảm gần 800 người, ở tổ dân phố giảm 10.400 người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết 13, vẫn còn một số khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự, chế độ cho người hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn của một số chức danh chưa đáp ứng yêu cầu. Theo nghị quyết 13, nói chung là phụ cấp về những người không chuyên trách như chúng tôi đang làm này, thì theo tôi nghĩ là hơi ít, làm thế là thật sự là khó khăn. Quan tâm hỗ trợ được đẩy lên được một ít thì đỡ những vất vả hơn cho những người hoạt động không chuyên trách này, để mà anh có trách nhiệm hơn một tí thì tôi nghĩ là dân mình sẽ đủ no và đủ ấm hơn. Đối với cái nghị quyết 13 thì hiện nay thì cũng có, khi mà thực hiện ấy thì cũng có cái việc mà nó bất cập cái chế độ chính sách đối với một số cái chức danh không chuyên trách. Ví dụ như là trong cái chế độ chính sách cho những người mà làm phó công an xã thì chưa đủ 15 năm trở lên thì cái việc đại học hỗ trợ người ta chưa có, cho nên là cái chỗ này thì cũng là một cái là không làm tâm tư của những cán bộ đấy, người ta cũng không yên tâm đấy. Còn là với những cái vị trí khác thì hiện nay thì cũng đang sắp xếp cơ bản là cũng đã tương đối là phù hợp. Tuy nhiên thì khi mà cũng thực hiện nghị quyết 13 này, mà sau này khi nào chúng ta thực hiện nghị 34 ấy, thì của chính phủ ấy, thì đối với cấp thôn thì còn 3 chức danh thôi. Như vậy thì sau này chúng ta sẽ tiếp tục sẽ có những cái đề xuất thêm. Điểm nổi bật trong đề xuất sửa đổi lần này đối với cấp xã là việc nâng số lượng người hoạt động không chuyên trách từ 8 người lên 10 người. Thực tế hiện nay, việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện rất khó khăn vì thiếu định biên để bố trí, nhất là bố trí 3 chức danh gồm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã do giới tính bắt buộc phải là nữ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã tuổi bắt buộc phải dưới 35 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã tuổi bắt buộc phải từ 50 tuổi trở lên. Cho nên, số lượng 10 người như đề xuất cũng là mức thấp nhất được quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, việc nâng mức kinh phí khoán chi hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở thôn tổ dân phố từ 150.000 đồng một tổ chức một tháng lên 250.000 đồng một tổ chức một tháng cũng là một điểm được nhiều người quan tâm hiện nay. Nguyên nhân là do mức khoán hiện nay quá thấp, còn thấp hơn cả mức phụ cấp cho người đứng đầu tổ chức trước kia, nên nhiều chi hội trưởng ở thôn xin thôi không tham gia hoặc tham gia cũng không nhiệt tình, không mang lại hiệu quả công việc. Một số chi hội không tổ chức sinh hoạt theo điều lệ. Do vậy, việc tăng mức khoán hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở thôn tổ dân phố nhằm mục đích trích ra một phần kinh phí để chi bồi dưỡng cho các chi hội trưởng khi tham gia hoạt động. Thứ nhất là cái mức phụ cấp thì nó cũng chưa cao, nó cũng chưa đủ cái sức cuốn hút, thu hút người ta để người ta bỏ hết cái công việc khác để dành hết thời gian để làm những việc của tổ phố, của thôn. Đấy thì cái này... Và cái định mức ở đây ở thôn trước đây thì ta cho 3 người kiêm 5, có 5 chức danh như thôn đội trưởng và công an viên ấy. Thì hiện nay nghị định 34 người ta cắt đi rồi, ở thôn chỉ còn 3 suất thôi. Bí thư thôn, tổ trưởng và tổ trưởng dân phố hoặc là trưởng thôn ấy, cộng với trưởng ban mặt trận tổ quốc thôi. Đấy thì đợt này Sở Nội vụ cũng phải tham mưu cho ủy ban trình hội đồng để sửa đổi nghị quyết 13. Đấy, để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho cơ sở, nhất là cấp thôn, cấp xã một số. Hiện nay, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh báo cáo để xin ý kiến của tỉnh ủy và kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của nghị quyết số 13. Tuy nhiên, trong khi chưa sửa đổi nghị quyết, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện theo những văn bản hướng dẫn đã ban hành.
Chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.